Hôm qua, ngày 16 tháng 4 đại diện thương hiệu Havan của hãng xe Trung Quốc GWM đã bất ngờ tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của H6 mới trên mạng xã hội Weibo. Những hình ảnh này cho thấy mẫu SUV cỡ C đã thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại thất. Ở phiên bản mới, Havan H6 sở hữu thiết kế đầu xe gợi liên tưởng đến những mẫu xe Hyundai như Palisade. Có thể thấy rõ điều này qua lưới tản nhiệt với những chi tiết mạng chrome đa điểm. Ngoài ra, Havan H6 2024 còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với tạo hình như số 7 trên đầu xe. Trong đó, đèn pha của xe được thiết kế nằm ngang và đặt phía trên. Giải đèn LED định vị ban ngày của xe được đặt bên dưới và thiết kế dọc, ôm lấy hai góc đầu xe. Theo thương hiệu Havan, mẫu SUV cỡ C này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Guardian mới. Trong khi đó, cụm đèn pha được gọi bằng cái tên Starry Light, bao gồm 54 bóng LED. Đèn cốt có thể chiếu sáng với khoảng cách hơn 110 mm trong khi con số tương ứng của đèn pha là 190 mm. Đèn định vị ban ngày của xe bao gồm 6 giải LED với thiết kế như thác nước. Ở khu vực bên sườn được trang bị đường chân kính không thay đổi. Bên cạnh đó là đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu và bộ vành hợp kim 19 in sơn màu đen, tạo cảm giác thể thao hơn trước. Khu vực phía sau được bổ sung cụm đèn hậu mới. Đèn hậu LED của xe không còn nối liền với nhau bằng dài đèn nằm vắt ngang cửa cốp nữa. Thay vào đó, đèn hậu được tách rời với tem chữ nổi Havan ở giữa. Cánh gió mui của xe được làm mới thiết kế trong khi cửa cốp có vẻ giữ nguyên. Kích thước dài rộng cao của Havan H6 2024 lần lượt là 4 703 mm 1886mm, 1 1730mm và chiều dài cơ sở 2738mm. So với phiên bản cũ, xe chỉ dài hơn 20mm trong khi các thông số kích thước khác giữ nguyên. Theo thông tin ban đầu, Havan H6 2024 ở thị trường Trung Quốc vẫn có hai tùy chọn động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa tăng lên 130 kW khoảng 174 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2 lít với công suất tối đa tăng lên 170 kW khoảng 227 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ 2 lít là 8 lít mốt cho 100 km thay đổi còn lại của Havan H6 2024 dành cho thị trường Trung Quốc là hệ thống treo đa liên kết phía sau. Nhiều khả năng xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm ô tô Bắc Kinh 2024 diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 4 này. Tại Việt Nam, Havan H6 cũng đang được phân phối với một phiên bản và giá niêm yết 986 triệu. So với xe tại Trung Quốc, Havan H6 tại Việt Nam không chỉ có thiết kế khác biệt mà còn được trang bị động cơ hybrid tiết kiệm xăng hơn.